Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin ngày hôm nay do biên tập viên của Thời báo chấm đê thực hiện. Kim Vũ, Thời báo chấm đê xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ngành ngoại giao bốc cháy, hàng loạt đại sứ sổ khám, nhà Bùi Thanh Sơn và Phạm Bình Minh bao giờ bén lửa. Ngày 4 tháng 12, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Vũ Ngọc Minh, cựu đại sứ Việt Nam tại Angola, bị can Lý Tiến Hùng, cựu đại sứ Việt Nam tại Nga, hiện là chuyên viên vụ khoa học, công nghệ và môi trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, bị can Vũ Hồng Quang, phó trưởng phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam. Ngoài ra, cơ quan an ninh còn khởi tố 3 người khác về tội đưa hối lộ, gồm bà Nguyễn Thị Hiền, lao động tự do, ông Đào Minh Dương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần VisaSun và ông Nguyễn Thế Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại Sang Trọng. Riêng bị can Phạm Thị Kim Ngân, quan chức thuộc phòng trị sự, tạp chí thanh tra thuộc thanh tra chính phủ, bị khởi tố điều tra về tội môi giới hối lộ. Và đây là hình ảnh của hai đại sứ bị sổ khám. Như vậy, cho đến nay, ông Tổng đã cho Tô Lâm bắt khoảng 30 người, trong đó có nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Trước đây, ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đã sổ khám. Ông Dũng từng là cấp phó cho ông Phạm Bình Minh và ông Bùi Thanh Sơn. Ông này bị điều tra về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, hồi cuối tháng 9, trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh là ông Nguyễn Quang Linh cũng bị bắt tạm giam. Vụ án Việt Á đang bùng cháy và cứ sau mỗi lần bùng cháy lên, ngọn lửa này lại tiến lên gần tới nhà ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực và ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Trợ lý là người cực kỳ thân cận của Phó Thủ tướng bị bắt thì Phó Thủ tướng không thể thoát tội, bởi vì nếu chủ soái mà không cho phép thì kẻ giúp việc không bao giờ dám làm bậy. Đối với ông Phạm Bình Minh, ông này phải chịu trách nhiệm trước những sai phạm của cấp dưới. Cấp dưới là đại sứ, là thư ký, là thứ trưởng, đều đã bị kết tội và bị bắt, thì tại sao ông Phạm Bình Minh lại vô can? Tương tự như vậy, cấp dưới của ông Bùi Thanh Sơn từ cấp đại sứ đến cấp phó đều dính sai phạm, thì ông Bùi Thanh Sơn làm sao vô can? Và đây là hình ảnh của ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Với những vụ bắt bớ trong những tháng vừa qua cho thấy, ông Phạm Bình Minh và ông Bùi Thanh Sơn là hai trùm cuối của vụ chuyến bay giải cứu. Vậy mà hiện nay, hai ông này vẫn chưa bị ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện những hình phạt tương xứng. Người thừa hành, thi hành bị trừng trị, kẻ chủ mưu thì nhẫn nhơ. Vậy nhà nước này công bằng ở đâu? Đó là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Cũng có ý kiến cho rằng, ông Nguyễn Phú Trọng có thói quen đốt nhà từ dưới đốt lên, tức là ông cho bắt hết những người từ cấp bậc nhỏ nhất, rồi sau đó mới bắt lên dần, và cuối cùng là tóm trùm cuối. Không biết sự kỳ vọng này của nhiều người dân có được ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện hay không? Và đây là hình ảnh của Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Hiện nay, các tờ báo đồng loạt dùng danh xưng cán bộ đại sứ quán mà không hề nói thẳng chức vụ đại sứ của hai người mới bị bắt. Cán bộ là danh từ chung, chỉ bất kỳ ai từ cấp chuyên viên cho đến cấp hàm đại sứ. Cấp hàm đại sứ là người chịu chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Thứ trưởng. Như vậy, các tờ báo dùng từ cán bộ đại sứ quán là để tránh sự liên quan đến ông Phạm Bình Minh và ông Bùi Thanh Sơn chăng? Điều này cho thấy vẫn chưa có lệnh cho phép động đến hai nhân vật cao nhất trong ngành ngoại giao. Cho dù báo chí che đậy ngọn lửa của lò ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng ai cũng thấy ngọn lửa hiện nay đang tiến đến rất gần nhà ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực và nhà ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Câu hỏi của người dân bây giờ là, bao giờ ông Phạm Bình Minh và nhà ông Bùi Thanh Sơn bén lửa? Câu trả lời này dành cho ông Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ, Thời báo chấm đê với bản tin Ngành ngoại giao bốc cháy hàng loạt đại sứ sổ khám, nhà Bùi Thanh Sơn và Phạm Bình Minh bao giờ bén lửa? Kim Vũ, Thời báo chấm đê xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Xóa bỏ tổ dân phố,
cạn tiền nên đuổi bớt tay sai. Mấy ngày hôm nay, báo chí đua nhau đăng tải thông tin về việc thành phố Hồ Chí Minh sẽ xóa bỏ mô hình tổ dân phố, tổ nhân dân, giữ lại các khu phố và ấp. Vậy mô hình tổ dân phố, tổ nhân dân này là gì? Theo cơ cấu hành chính, cấp phường, xã là đơn vị hành chính thấp nhất. Còn tổ dân phố thì được hiểu là một hình thức tự quản của cộng đồng dân cư sống trên một địa bàn, một khu vực thuộc quản lý của một phường xã. Như vậy, trên lý thuyết, tổ dân phố là do dân tự bầu, tự quản, nên nó sẽ đại diện cho người dân ở cộng đồng dân cư đó. Tuy nhiên, trên thực tế hoàn toàn ngược lại. Tổ dân phố chịu sự quản lý của các phường, xã, kể cả đảng ủy, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc phường, xã và cả công an khu vực. Và đây là hình ảnh của một tổ trưởng dân phố đúng chuẩn. Tổ trưởng dân phố chỉ là người thừa hành các mệnh lệnh được cấp phường, xã ban xuống. Điều này được quy định rõ trong thông tư 14 năm 2018. Cụ thể, tổ trưởng dân phố có các nhiệm vụ như sau. Triệu tập và chủ trì các hội nghị của thôn, tổ dân phố. Thông thường, các hội nghị này chỉ đến truyền đạt các nghị quyết ở trên ban xuống hoặc tổ chức tiếp xúc cử tri theo cơ cấu đã chọn. Người dân chẳng mấy ai muốn tham gia mấy loại hội nghị này. Vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hưởng ứng, quy ứng của thôn, tổ dân phố đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Với nhiệm vụ này, thì người tổ trưởng dân phố chỉ giữ vai trò đi nhắc nhở, hối thúc cư dân của mình, thực hiện các quy tắc đã quy định ABC gì đó, như kiểu đừng dựng xe chiếm lề đường hay đừng vứt rác bừa bãi. Tập hợp, phản ánh đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của dân. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ bất khả thi với vai trò một tổ trưởng dân phố. Cho dù có một người tổ trưởng rất có tâm vì dân, nhưng những đề đạt của họ sẽ chẳng có ai nghe, chẳng ai quan tâm. Báo cáo kịp thời với Ủy ban Nhân dân cấp xã về những hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong thôn, tổ dân phố. Đây là nhiệm vụ thuộc người tổ trưởng dân phố trở thành mật thám cho chính quyền, nhất là đối với những người bất đồng chính kiến. Trong một khu dân cư nhỏ, người bất đồng chính kiến sẽ bị chính quyền hàng xóm của mình với vai trò tổ trưởng dân phố theo dõi sát sao. Bất cứ một hành vi nào của người bất đồng chính kiến cũng bị theo dõi và báo cáo cho an ninh. Tổ dân phố là mắt xích cấp cơ sở nhỏ nhất để chính quyền theo dõi kiểm soát công dân của mình. Và đây là hình ảnh của tổ trưởng dân phố luôn phải báo cáo vấn đề trong tổ cho cấp phường xã. Về quyền hạn của tổ trưởng dân phố được quyền ký các hợp đồng về xây dựng công trình do nhân dân trong tổ đóng góp kinh phí. Đây là một quyền hạn khá có màu, nhất là ở một nơi phồn hoa như thành phố Hồ Chí Minh. Các công trình xây dựng như làm đường bê tông cho con hẻm, lắp đặt camera giám sát, làm cổng chào, tất cả những hợp đồng xây dựng này đều có lãi quả. Và ở thành phố, việc thu tiền dân cũng không quá khó khăn như nông thôn. Thông thường người dân chỉ có khó chịu thì cũng tập lưỡi cho qua để khỏi phiền phức. Người tổ trưởng dân phố còn là người rất thân cận với công an khu vực và cán bộ phường xã. Nhờ những mối liên hệ này, người tổ trưởng sẽ dễ dàng hơn trong các công việc làm ăn của bản thân và gia đình, nhất là với những người kinh doanh bất động sản hoặc mở quán xá tại địa bàn. Tóm lại, tổ trưởng dân phố chỉ là tay sai của chính quyền. Họ thay mặt chính quyền ở các cơ sở nhỏ nhất để sách nhiễu dân, gây ra những phiền phức cho dân bằng đủ cách, từ việc nhỏ nhất như đi đốc thúc treo cờ trong ngày lễ, đến những việc đi rình mò làm mật thám cho an ninh. Họ hoàn toàn không đại diện cho dân. Đến khi có khó khăn, hoạn nạn xảy ra thì không thấy họ đâu. Điển hình như đợt phong tỏa vì dịch Covid, trong khi người dân khốn khổ vì thiếu lương thực, thực phẩm, thiếu nhu yếu phẩm cần thiết thì không thấy tổ trưởng dân phố xuất hiện. Dân ta than rầm trời nhưng chẳng ai nghe. Và đây là hình ảnh của một tổ trưởng dân phố ở thành phố Hồ Chí Minh đi thăm dân trong mùa dịch. Cư dân mạng cho rằng đây chỉ là hình ảnh làm màu khi có phóng viên. Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố sẽ xóa bỏ mô hình tổ dân phố, tổ nhân dân và khi thực hiện thì sẽ có 38.000 cán bộ nghỉ việc. 38.000 người này quả thật là người dân không cần họ. Việc giảm bớt những vị trí này chỉ làm bớt tay chân của chính quyền và khiến người dân nhẹ nhõm. Tuy nhiên cũng không nên vui mừng quá sớm, bởi không giống các địa phương khác,
thành phố Hồ Chí Minh có đến hai cấp cơ sở, đó là cấp khu phố, ấp và cấp tổ dân phố, tổ nhân dân. Nếu bỏ đi tổ dân phố thì vẫn còn cấp khu phố. Mô hình hai cấp cơ sở này đã tồn tại tại thành phố này từ khi những người cộng sản nắm quyền đến nay đã 47 năm. Có vẻ như ngân sách thành phố đã cạn nên phải tìm cách đuổi bớt tay sai đi. Việc xóa bỏ tổ dân phố giúp cho ngân sách thành phố tiết kiệm được 45 tỷ đồng mỗi năm, cũng không phải là con số nhỏ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin xóa bỏ tổ dân phố, cạn tiền nên đuổi bớt tay sai. Xin mời quý vị chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm D.